chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, hưởng lộc tổ tiên, tiền vàng dễ kiếm, cơ hội hiếm có để đổi đời giàu sang, phú quý. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, nếu Bính Thìn nghĩ rằng biết thế không yêu, biết thế không làm, sống một đời nhàn tản, bình thường, đơn độc còn hơn, thì hãy cứ biết cuộc đời không có thử thách này thì sẽ có thử thách khác, nếu tránh được gai này thì cũng dẫm phải cây xương rồng khác, vì đấy là sự cài cắm của mệnh số, vì có nhân quả mà luân hồi chuyển kiếp, vì có nghiệp lực mà vất vả. Khó khăn và tất cả giản đơn là những liều thuốc tưới tắm cho sự trưởng thành, tỉnh ngộ của cái cây linh hồn. Bản tâm đều phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Đây chính là câu nói khái quát nhất để miêu tả về cuộc đời của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong dòng hồi sinh, tuổi Thìn đứng ở vị trí thứ 5 với đại diện là con rồng, có tính cách đặc thù là dũng cảm, dám tiến lên và không ngại thử thách. Khó khăn và vất vả, với tính cách đó nên Bính Thìn được trời xanh soi đường chỉ lối cho biết, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch năm 2024 này, cuộc đời sẽ gặt hái quả ngọt về công danh, sự nghiệp và tiền bạc sẽ suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống đủ đầy, 10 phân dạng 10, nếu biết và tránh được một số tai ương sẽ nói sau đây. Vậy, vận trình của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cụ thể diễn ra như thế nào trong thời điểm này? Thì kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm qua lá số tử vi dưới đây. Quý anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, Phật Kinh có câu, muốn là chư Phật long tượng, trước là làm chúng sinh ngựa trâu. Vạn sự trên đời cần khổ trước sướng sau, vất vả trước mới thành quả về, bao cực khổ gian truân, bao mỏi mệt, đau đầu, đều là giá phải trả cho những điều mà mình muốn mong. Nếu ngã hãy đứng dậy kiên cường và kiên định, mạnh lòng và vững tâm, cho Bính Thìn điều kiện bẩm sinh, kém không đáng sợ. Đáng sợ là điều kiện không tốt, lại còn không nỗ lực, không cố gắng, thích hưởng thụ, thích lười biếng, thích than thở, oán trời trách đất, giận đời. Cuộc sống là một cuộc chinh chiến, phấn đấu dài kỳ, thiên sinh ra ta không giàu sang, phú quý, nhưng tâm ta tự định tìm một điểm thành tựu, vinh hoa, một người bình thường đi ăn sáng. Họ sẽ đi từ nhà đến quán ăn xong đi cà phê thư giãn, ngắm đường ngẫm đời, sau đó đi về nhà, một Bính Thìn đi ăn sáng, có thể đến nơi thì quán đóng cửa, trên đường thì xe hỏng lốp, đang ăn thì mắc công vướng việc, hoặc nơi định ăn đóng cửa, thành thử ăn không được ngon như mong muốn ban đầu của mình. Cuối cùng thì vẫn được ăn nhưng đôi phần trắc trở, đôi phần vất vả, khiến không còn đã, không còn thú vị, không còn sức lực hay hứng thú để tiếp tục làm những việc khác. Trong lộ trình năm 2024 của một Bính Thìn sẽ là như vậy, không được yên, không được ổn, có những việc cứ lặp đi lặp lại cần xử lý, có những vấn đề đột ngột phát sinh cần ứng phó, có những trắc trở, khúc mắc cứ ngáng đường xuất hiện, khiến Bính Thìn phải đau đầu tính toán. Tuy cuối cùng mọi điều vẫn được giải quyết, mọi thứ vẫn được xử lý, nhưng cũng đều nhờ Bính Thìn bền chí kiên tâm, dày công dồn sức suốt ngày dài, chứ không đơn giản là cứ thế mà có, cứ làm là được. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thuộc hành thổ trong ngũ hành với thiên can Bính, thuộc hành quả, biểu trưng cho sự nhiệt huyết, mạnh mẽ và khát khao bùng cháy, kết hợp với con giáp Thìn, biểu tượng của quyền uy, sự thông minh và may mắn. Tuổi Bính Thìn mang cho mệnh sức mạnh của rồng, thể hiện qua tinh thần quyết đoán và lòng đam mê mãnh liệt. Người tuổi Bính Thìn thường có tính cách mạnh mẽ, đầy năng lượng và quyết đoán, họ là những người không ngại thử thách, luôn sẵn lòng đối mặt với khó khăn và không bao giờ chùn bước trước những trở ngại. Thiên can Bính thuộc hành quả, mang đến cho họ sự nhiệt tình, tinh thần chiến đấu và khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Họ có khả năng lãnh đạo tự nhiên, luôn biết cách dẫn dắt đội ngũ của mình đi đến thành công. Những người tuổi này thường rất tự tin và đầy tham vọng, họ không ngại mạo hiểm để đạt được mục tiêu của mình và thường tìm kiếm những cơ hội để phát triển bản thân. Con giáp Thìn giúp họ có được sự thông minh, sáng suốt và một cái nhìn rộng mở về cuộc sống. Họ thường là những người nhìn xa trông rộng, biết cách lập kế hoạch và xây dựng chiến lược cho tương lai.
Tuy nhiên, người tuổi Bính Thìn đôi khi có thể trở nên quá tự tin và nóng vội. Sự nhiệt tình và quyết tâm của họ có thể dẫn đến việc họ lao vào các dự án mà không suy nghĩ kỹ lưỡng hoặc dễ bị cuốn vào những xung đột không đáng có. Họ cần học cách kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi hành động và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh để tránh những sai lầm không cần thiết. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Bính Thìn hiểu rằng sức mạnh và lòng nhiệt huyết là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự khôn ngoan và kiên nhẫn. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc không chỉ cần có sự đam mê và quyết tâm, mà cần phải biết lắng nghe, học hỏi và chấp nhận những bài học từ cuộc sống. Họ học cách cân bằng giữa lòng nhiệt tình và sự điềm tĩnh để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống. Người tuổi Bính Thìn cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc đạt được những mục tiêu lớn lao, mà còn là về việc nuôi dưỡng tâm hồn và tận hưởng những niềm vui giản dị hàng ngày. Họ học cách thư giãn, tìm niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ bé và không để bản thân bị cuốn vào dòng xoáy của tham vọng. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa đam mê và sự bình yên trong tâm hồn. Trong các mối quan hệ, người tuổi Bính Thìn luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng nhiệt huyết. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tôn trọng, hiểu biết và lòng khoan dung. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hài hòa và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Bính Thìn với sự kết hợp giữa lòng nhiệt huyết và sự thông minh là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đầy nghị lực. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ quyết đoán và kiên trì, mà còn biết cách học hỏi từ những bài học của cuộc sống để phát triển bản thân một cách toàn diện. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh của hành quả và sự uyển chuyển của con giáp Thìn đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Bính Thìn, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, lúc này các loài chim bắt đầu hành trình di chuyển về phương Nam để tránh rét tuyết. Bạch lộ rơi vào trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, thời điểm này mang khí kim, vì vậy chúng ta sẽ mang cho mình khí chất cứng cỏi, quả quyết của hành kim. Xét về tổng quan thì thấy rằng vận trình của người tuổi Bính Thìn trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này có lên có xuống. Bản mệnh cần xác định được tinh thần làm việc, tập trung nghiêm túc. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì thì càng cố gắng đến cùng, như vậy mới mau chóng đạt được thành công. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có thể coi là một thời điểm kiên cường về các vận. Người tuổi Bính Thìn gặp được quan hệ nhị hợp với nguyệt lệnh nên rất cát lợi. Bản mệnh hội tụ cả sức mạnh dồi dào của thiền thổ cùng với trí tuệ tinh anh của hành kim, tất cả tạo nên một trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch khá thành công. Về hung vận, người tuổi Bính Thìn cần thận trọng với hung tinh tiểu hao. Bạn sẽ phải quản lý túi tiền của mình chặt hơn, bởi tiểu hao sẽ gây ra một số thất thoát tiền nong không báo trước. Cục diện nhị hợp tác động khiến bản mệnh có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng bắt đầu bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, bạn lại thường xuyên cả thèm chóng chán, nhất là khi công việc đã dần vào guồng. Hãy nhận thấy rằng nếu công việc nào bạn cũng bỏ dở giữa chừng thì bạn sẽ chẳng thể đạt tới thành công như mong muốn được. Tình hình tài chính không có nhiều biến động tích cực, bạn nên quyết đoán hơn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh. Nếu cứ chần chừ thì dễ bị đối thủ giành trước cơ hội. Ngoài ra, tiểu hao cũng khuyên bạn thận trọng trong việc chi tiêu, nếu không dễ bị lừa gạt, rơi vào những cái bẫy không mong muốn. Chuyện tình cảm thì gặp trúc hung giới giản trị đào hòa tinh thì lại có những bước tiến khá tích cực. Người độc thân đã có cái nhìn cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Chính nhờ vậy mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi gặp gỡ đối tượng do người thân quen giới thiệu, bạn có thể gặp được người phù hợp ở đây. Với người đã lập gia đình, bạn có thể tìm thời điểm thích hợp để hâm nóng cảm xúc với đối phương. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Thìn cho thấy Bính Thìn thường giữ được tinh thần khá nhiệt tình, hăng hái trong thời điểm này.
Bản mệnh không ngại tiếp xúc với những nội dung công việc mới hoặc những kiến thức mới, bởi bạn biết rằng đây là điều cần thiết nếu muốn tiến bộ hơn. Có điều bản mệnh cần thay đổi là tính cả thèm chóng chán của mình. Khi công việc đã vào guồng hoặc bạn đã nắm bắt được ít nhiều những kiến thức mới, bạn sẽ thường cảm thấy nhàm chán hoặc tìm cách bỏ dở giữa chừng, hoặc ít nhất là sẽ làm với tinh thần đối phó, được đến đâu hay đến đấy. Cách làm việc của bạn dễ khiến cho cấp trên không hài lòng và gây phiền phức cho những người bắt buộc phải đứng ra để giúp đỡ. Đốc thúc bạn, hãy nâng cao ý thức làm việc của mình, như vậy thì bản mệnh mới gặt hái được thành công và được nhiều người yêu mến. Nguyệt lệnh lâm mộ và hung tinh thiên hình cũng khuyên tuổi Bính Thìn cần có cách ứng xử phù hợp hơn trong những tình huống khác nhau. Nếu bạn kiêu ngạo, nóng nảy, hành xử bất cẩn thì dễ vô tình đắc tội với người khác, nghiêm trọng còn gây họa cho tập thể, vướng họa thị phi, lao tù. Phương diện sự nghiệp không được khả quan do tác động từ nguyệt lệnh lâm suy, công việc vẫn chưa tìm được hướng đột phá và trải qua nhiều thăng trầm. Khó đoán, trạng thái tinh thần bất ổn cũng ảnh hưởng đáng kể đến công việc của bản mệnh trong thời điểm này. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch cũng có sự xuất hiện của hung tinh âm sát, tăng thêm nguy cơ đụng độ với tiểu nhân và rơi vào các tình huống thị phi, có điềm báo đấu đá và cạnh tranh cũng tăng cao. Trong thời gian này, bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều sự cố không mong muốn, điều này đòi hỏi sự linh hoạt và bình tĩnh để xử lý tình huống. Hãy chuẩn bị tinh thần và trang bị các kỹ năng giải quyết xung đột để đối mặt với những tình huống khó khăn, tránh gặp những rắc rối không cần thiết. Những người đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo hoặc điều hành cần đặc biệt thận trọng trong thời điểm này. Vị trí cao càng mang đến cơ hội thì cũng càng đối mặt với những rủi ro và thử thách. Có câu, càng trên cao gió càng lớn, thật sự đúng trong trường hợp này, bởi người tuổi Bính Thìn có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của những chiêu trò hãm hại, gièm pha và bôi xấu từ phía sau lưng. Bản mệnh cần tỉnh táo và cẩn trọng khi sử dụng những người thân tín xung quanh. Hãy đảm bảo rằng bản thân có được đội ngũ đáng tin cậy và biết cách chia sẻ thông tin một cách khôn ngoan, tránh bị phản bội hoặc lọt vào các tình huống mất lòng tin, mất uy tín. Hãy luôn đặt sự tỉnh táo và cảnh giác lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ các thông tin quan trọng và bí mật. Dù có những thách thức và rủi ro trong công việc, nhưng phương diện nhân duyên của người tuổi Bính Thìn lại có dấu hiệu khởi dựng trong thời điểm này. Nhờ sự hiện diện của Thái Âm, điều này mang lại cơ hội để bản mệnh xây dựng và phát triển các mối quan hệ quan trọng. Sự hỗ trợ và hậu thuẫn từ những người xung quanh sẽ giúp bản mệnh vượt qua khó khăn và đạt được những mục tiêu trong công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, về cơ bản thì cục diện nhị hợp sẽ giúp việc hợp tác làm ăn diễn ra khá thuận lợi. Bản tính nhiệt tình, nhanh nhạy giúp bạn dễ gây thiện cảm với đối tác ngay từ những lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy nhiên, điều cần phải chú ý trong khoảng thời gian này là bạn hãy có trách nhiệm hơn trong công việc mình phụ trách. Nếu bạn chỉ nhiệt tình lúc đầu, rồi sau đó thành ra bỏ bê thì dễ gây ấn tượng xấu với khách hàng, đối tác. Việc làm ăn ban đầu có thuận lợi đến mấy thì sau cùng cũng chẳng đạt được kết quả như ý. Với các cơ hội bất ngờ xuất hiện trước mắt, bạn cần chủ động và nhanh nhạy hơn. Bởi nếu cứ chần chừ do dự thì bạn sẽ để lỡ mất thời cơ vào tay đối thủ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Tiểu Hao khuyên Bính Thìn cẩn thận hơn nếu có ý định tham gia vào các dự án đầu tư hoặc mua bán hàng hóa. Bạn cho rằng mình là người tài giỏi nên dễ bỏ ngoài tay lời khuyên của người ngoài, song như vậy thì bạn rất dễ sơ suất, rơi vào những cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Muốn mọi việc diễn ra thuận lợi, thời điểm này bạn chú ý không hành xử nóng nảy, đắc tội với người khác. Trong những tình huống khác nhau thì cần có cách ứng xử khác nhau. Chớ nên coi mình là trung tâm và bắt người khác phải tuân theo, như vậy thì sẽ không có ai muốn hợp tác với bạn. Tình hình tài vận của người tuổi Bính Thìn không có nhiều khởi sắc. Bản mệnh có thể gặp phải sự suy thoái và hao hụt tài chính do sự nghiệp đang gặp khó khăn. Bính Thìn càng nên chú trọng và cẩn thận hơn trong việc quản lý tài chính và đầu tư để tránh thiệt hại. Nguồn thu nhập chính có nguy cơ bị giảm sút. Bản mệnh cần tỉ mỉ, cẩn thận hơn khi làm việc để đảm bảo thu nhập ổn định, tránh sai lầm và lơ đễnh, gây nên những thiệt hại tài chính không đáng có. Các nguồn thu nhập khác cũng không có khả năng phát triển, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn so với trước đây. Bản mệnh càng nên thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi đầu tư và tiêu xài, đảm bảo sự cân đối tài chính và tránh các rủi ro không mong muốn.
đặc biệt là sự xuất hiện của hung tinh kiếp tài và âm sát, có thể tạo ra nguy cơ cao về việc mất tiền do bị kẻ xấu lừa gạt. Do đó, người tuổi Bính Thìn cần duy trì một trạng thái tỉnh táo và cảnh giác để tránh rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. Chi tiêu ngày càng tốn kém do sự hiện diện của Nguyệt Lệnh Lâm Suy trong thời điểm này đang đe dọa túi tiền của người tuổi Bính Thìn. Bản mệnh có thể phải sử dụng các khoản dự phòng để đối phó với việc chi tiêu liên tục mà không kiểm soát được. Dù bạn đã có nỗ lực kiếm tiền nhưng việc chi tiêu quá đà khiến tích lũy trở nên khó khăn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người tuổi Thìn không thể xây dựng một quỹ tiết kiệm ổn định hoặc đầu tư cho tương lai. Để giải quyết vấn đề này, hãy cân nhắc và đánh giá lại các khoản chi tiêu của bản thân, tìm cách hạn chế và điều chỉnh những khoản chi không cần thiết. Đồng thời, hãy tìm hiểu và áp dụng các phương pháp tiết kiệm, quản lý tài chính để tạo ra một mô hình chi tiêu bền vững và tiết kiệm. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Thìn cho thấy, vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Bính Thìn được dự báo gặp khá nhiều may mắn. Sự xuất hiện của Thái Âm giúp tăng cường và nâng đỡ các mối quan hệ tình cảm, góp phần củng cố và làm cho chúng trở nên bền vững hơn. Đồng thời, cũng có khả năng hình thành những kết nối mới và đầy triển vọng trong thời gian tới. Người độc thân có thể sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn và tìm được một người đặc biệt trong thời gian tới. Có khả năng đã là người đã quen biết từ lâu và giữ sự tin tưởng đặc biệt đối với bản mệnh. Điều này này khiến mối quan hệ tiến triển một cách tự nhiên và thoải mái. Đối với các cặp đôi, mối quan hệ ngày càng trở nên quấn quýt và mặn nồng hơn. Sự gắn kết này có thể khiến mỗi bên muốn can thiệp quá nhiều vào không gian riêng tư của đối phương. Để tránh sự mệt mỏi và xung đột trong tình cảm, quan trọng nhất là cung cấp cho nhau không gian riêng để thể hiện sự tôn trọng và tránh tình cảm bị đổ vỡ. Việc tạo ra sự cân bằng với sự gắn kết và không gian cá nhân sẽ giúp mối quan hệ phát triển một cách ổn định và mạnh mẽ hơn. Việc cô đào hoa dưỡng có thể đem lại nhiều cám dỗ tình cảm ngoài luồng, đe dọa đến hạnh phúc hiện tại của người tuổi Bính Thìn. Để đảm bảo sự ổn định và tránh những hệ quả tiêu cực, bản mệnh cần kiểm soát bản thân và biết đâu là điểm dừng thích hợp. Gia đạo trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có thể gặp phải một số xáo trộn và thị phi nhỏ. Tuy nhiên, để giảm bớt sự hung hại và duy trì hòa thuận trong gia đình, bản thân mỗi thành viên nên có những thái độ và hành động phù hợp. Quan trọng nhất là biết kiểm soát cảm xúc và không để lời qua tiếng lại tác động mạnh tới tình hình gia đình. Hãy thấu hiểu, thấu tình đạt lý trong việc giải quyết các mâu thuẫn và xung đột bằng việc tôn trọng, nhường nhịn và đồng lòng với nhau, gia đình sẽ luôn duy trì sự hòa thuận. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Giới Nguyệt Lệnh Lâm Suy đang gợi nhắc tuổi Bính Thìn càng quan tâm đến sức khỏe của mình. Bản mệnh có thể trải qua cảm giác mệt mỏi, thiếu hứng thú với ăn uống, khó ngủ do áp lực cuộc sống và công việc. Thời tiết khô hanh, ngày nắng, sáng tối lạnh cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng cơ thể và làm suy giảm sức đề kháng. Để duy trì sức khỏe tốt, Bính Thìn hãy chú trọng vào việc nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây căng thẳng và đảm bảo môi trường sống thoáng đãng và tươi mát. Dành thời gian cho bản thân và chăm sóc sức khỏe là điều quan trọng trong thời điểm này, giúp bản mệnh vượt qua mệt mỏi và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Với sự xuất hiện của âm sát, người tuổi Bính Thìn cần đề phòng nguy cơ gặp phải tai nạn hoặc sự cố bất ngờ. Để tránh những rủi ro không mong muốn, hãy đảm bảo an toàn khi đi lại bằng cách tuân thủ các quy tắc giao thông và lái xe cẩn thận. Ngoài ra, hãy đề phòng những tình huống nguy hiểm trong môi trường làm việc hoặc trong các hoạt động thường ngày. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Bính Thìn sinh năm 1976? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, vận trình trong những ngày này của người tuổi Bính Thìn nhiều điểm không như ý. Cần phải đặc biệt chú ý cẩn trọng từng bước trong quan hệ với mọi người xung quanh.
gặp thất sát là cực hung, bản mệnh nên tránh những tranh cãi, đấu khẩu hay nóng nảy, bộc phát mà dẫn tới xô xát, đánh nhau, gây tổn hại tới sức khỏe, dính tới pháp luật thực sự là phiền phức lớn. Bản mệnh cần khống chế tâm tình hoặc nhẫn nhịn và bao dung lượng thứ, đừng tranh chấp hơn thiệt với người khác. Nếu xảy ra sự cố thì người thua thiệt đầu tiên chính là bạn chứ không phải ai khác, ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp cũng như uy tín, khó mà thu hồi lại được. Thời điểm này, tài lộc cũng theo đó mà tiêu hao đi không ít. Tiểu hao nhắc nhở các khoản chi vô tội dạ sẽ làm bạn rỗng túi nhanh chóng để tránh những điều không hay. Đồng thời tập trung vào công việc để ổn định thu nhập thì người tuổi Bính Thìn nên chọn vật phẩm phong thủy trừ tà quá sát, bảo hộ bình an để mang theo bên người, để gia đình bình an. Với lời khuyên giải của quý nhân, Thái Âm là chỗ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm, hãy tâm sự và chia sẻ với người thân. Xin trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn, chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định, sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần Bính Thìn thoát khỏi sự cố rắc rối. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: cam, trắng. Con số may mắn: 47, 32, 18 và 99. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Vận trình tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhắc nhở người tuổi Bính Thìn có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện, phải đề phòng tai nạn, tai ương. Người làm việc ngoài trời, làm việc ở công xưởng, công trường, xây dựng nhà máy sản xuất đều phải chú ý an toàn lao động, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân khi va chạm, xảy ra tình huống không may. Sự nghiệp phát triển đều đặn, tài chính hanh thông, nhờ thiên ấn trợ lực. Ngoài khả năng vốn có, bạn được hậu thuẫn nhờ các mối quan hệ của người thân. Tự nhiên sức cạnh tranh cũng mạnh hơn những người khác. Hãy tận dụng thật tốt ưu thế này để hoàn thiện kỹ năng và tạo dựng cho mình chỗ đứng tốt nhất có thể. Lưu ý về tiểu nhân quấy phá, thì phi quấy rầy, khi xuất hiện thương quan. Điều này là không tránh khỏi khi mà Bính Thìn có xuất phát điểm cao hơn, thì số người ghen tị cũng nhiều hơn. Nỗ lực bằng hành động chứ đừng để tâm tới những lời nói khó nghe sau lưng, chỗ của họ luôn là phía sau bạn mà thôi. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, dung dán các mối quan hệ cá nhân, hẹn hò người yêu, chăm sóc bạn đời chu toàn, gia đình đều có đầy đủ. Đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp tuổi Bính Thìn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề, bon chen bên ngoài. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: tím, đen. Con số may mắn: 19, 44, 38 và 87. Bí quyết cải mệnh của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, người Nhật đặc biệt rất tiết kiệm thời gian. Họ luôn tranh thủ đọc sách hoặc học thêm một kiến thức nào đó để cải thiện năng lực bản thân. Đối với người Nhật, cách kiếm tiền nhanh nhất và bền vững nhất đó chính là năng lực của bản thân. Một là dù giàu có nhưng vẫn chăm chỉ làm việc. Đích là mục tiêu ai cũng hướng đến, nhưng đòi hỏi sự nỗ lực, bền bỉ và sự kiên trì phấn đấu, sẵn sàng đương đầu với thách thức trong cả một quá trình dài. Chính vì vậy bạn cần phải làm việc chăm chỉ và cố gắng nỗ lực hết mình. Sự thật, cái mác thiên tài không đảm bảo cho một tương lai thành công. Thành công thực sự đến từ những nỗ lực, sự chăm chỉ làm việc. Trẻ em Nhật ngay từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ về đức kiên trì khó bỏ cuộc. Đức tính này theo người Nhật, suốt cuộc đời họ chăm chỉ làm việc, không từ bỏ mục tiêu đã vạch ra. Ngay cả khi giàu có họ vẫn không ngừng lao động. Thực tế, có những người Nhật rất giàu có nhưng họ không khoe khoang hay thể hiện sự giàu có của mình. Họ vẫn chăm chỉ làm việc đến khi không thể làm nữa và xem như khối tài sản kia không hề tồn tại. Đây vừa là cách họ làm giàu thêm cho chính mình, vừa làm giàu cho đất nước. Hai là không để tiền nhàn rỗi, luôn tìm cách để tiền đẻ ra tiền. Người Nhật luôn biết cách để cho tiền của mình sinh lợi. Không chỉ người trẻ tuổi của nước này mới kinh doanh đầu tư và làm việc, mà những người lớn tuổi sau khi về hưu vẫn luôn thể hiện tinh thần đầu tư kinh doanh, làm giàu của mình. Họ thường lựa chọn việc đầu tư online như tham gia đầu tư chứng khoán hoặc đổ vốn vào các hạng mục kêu gọi đầu tư trên mạng. Ngoài ra, họ còn đầu tư vào kiến thức cho con cháu của mình để chúng có thể tự kiếm tiền, làm giàu bằng năng lực của bản thân, thay vì để lại cho con cháu một khối lượng tài sản khổng lồ.
Ba là tiết kiệm cũng là một cách kiếm tiền. Làm giàu văn hóa, tiết kiệm là một nét đặc trưng của người Nhật, gần như họ tiết kiệm mọi thứ. Nhiều người sẽ nghĩ đó là kibon, kẹt sĩ, nhưng không, đối với người Nhật đó là một cách làm giàu chính đáng của bản thân. Một trong số những phương pháp quản lý tài chính tiết kiệm tiền nổi tiếng của người Nhật, đó là phương pháp ghi lại tất cả các hoạt động tài chính của bản thân một cách có tổ chức, sẽ giúp ý thức được rõ ràng những thói quen chi tiêu dần dần trong quá trình ghi chép. Họ sẽ dần hiểu được mình đang chi tiêu như thế nào, có đang tiêu quá nhiều tiền cho ăn uống hay chưa, dành đủ tài chính cho những hoạt động văn hóa, nhận biết được những khoản chi tiêu lãng phí, thiếu hợp lý, giúp điều chỉnh hiệu quả cách chi tiêu, từ đó hoàn thành được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra. Dù giàu có, người Nhật cũng sẽ không mua hay xây biệt thự, mà chỉ sống trong những ngôi nhà truyền thống bình thường, là một đất nước của những hãng xe hiện đại nhất trên thế giới. Nhưng họ chỉ sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng hoặc những hàng xe bình thường sử dụng nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. Họ không chi quá nhiều vào việc ăn uống, giải trí hay mua sắm, cũng không thuê người giúp việc hoặc trang trí nhà cửa quá sang trọng. Mọi thứ trong cuộc sống của người Nhật rất tối giản, nhưng đều đảm bảo chức năng của nó. Là một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, nên người Nhật rất coi trọng những vấn đề liên quan đến thiên nhiên. Môi trường trong đời sống hàng ngày cũng như công việc, chỉ cần có thể hạn chế được sự ô nhiễm môi trường, họ sẽ cố gắng thực hiện nó. Họ tiết kiệm và làm giàu cho đất nước bằng việc ưu tiên sử dụng hàng nội địa, lý do vì sản phẩm của người Nhật luôn đảm bảo chất lượng và nó được thiết kế bởi người Nhật, nên sẽ có những công năng phù hợp nhất với người Nhật đúng như truyền thống văn hóa tiết kiệm của người Nhật. Để đảm bảo sản phẩm có thể sử dụng được lâu và bền nhất, người Nhật đã nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Việc sử dụng đồ tái chế rất được khuyến khích tại Nhật Bản, vì nó vừa tiết kiệm và vừa hạn chế được lượng rác thải ra môi trường. Đã có rất nhiều sản phẩm từ đồ tái chế được tạo ra và mang lại hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế đến không ngờ. Tiết kiệm là một cách làm giàu phổ biến của người Nhật. Nguồn vốn tiết kiệm của người dân cũng trở thành một trong những nguồn vốn kinh doanh của đất nước. Tiết kiệm đúng cách và khoa học sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không ngờ. 4 là làm giàu từ việc đầu tư cho thế hệ trẻ. Người Nhật rất chú trọng đến việc giáo dục cho thế hệ tương lai. Hầu hết trẻ em Nhật đều được bố mẹ dạy về những vấn đề tài chính cá nhân, để chúng có tinh thần tự lập và tự vươn lên bằng chính năng lực của mình. Học sinh ở Nhật đã bắt đầu kiếm việc làm để trang trải cho những sinh hoạt phí cá nhân hàng ngày của mình. Các bậc phụ huynh Nhật luôn tạo điều kiện để đầu tư cho con cái nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cũng như trải nghiệm xã hội. Họ cũng luôn truyền dạy tư tưởng tự lập, tự đầu tư kinh doanh cho thế hệ trẻ của mình. Vì vậy, người Nhật không lo sợ thế hệ con cháu sẽ không thể tự làm giàu, kiếm tiền nuôi sống bản thân chúng được. Đây cũng là một cách kiếm tiền làm giàu của người Nhật bằng cách đầu tư vào tương lai, đầu tư vào thế hệ trẻ của đất nước. Đi lên từ một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, phải tự nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước. Từ chính năng lực vốn có của mình, người Nhật đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh và bản lĩnh của họ. Họ có những cách làm giàu khác với những dân tộc khác, nhưng đó lại là cách khiến họ trở nên giàu có và hạnh phúc với những gì mình làm. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột,
mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân dẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh, rất tốt cho nữ mạng, mang tính hóa giải kịp thời, có thể hóa hung thành cát, mang tới điều cát lành, may mắn trong công việc hay chuyện tiền bạc cho tuổi Bính Thìn. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền chủ về hao tán tiền bạc và đau yếu, bệnh nặng. Nữ mạng Bính Thìn dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém dẫn tới mệt mỏi, thậm chí có nguy cơ đột quỵ, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân dẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn,
hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.